Mấy tuần nay thời tiết rất là nóng, thì thời tiết nóng như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con chuồn hương. Chính vì vậy cho nên nhiều khi nó dẫn đến những hiện tượng co giật, sùi bọt mép. Đó là chúng ta phải thường xuyên coi để ý đến cái nước uống. Khi mà nóng như vậy thì chúng ta chú ý đến vấn đề bù nước, bù khoáng cho nó. Cái món ăn của chuồn hương đó là các loại trái cây chín ngọt, thì chúng ta bổ sung dưa hấu cho nó cũng là cái cách để chúng ta bù nước cho nó. Khi thời tiết nóng và mất nước, chuồn hương hay có cái hiện tượng co giật. Đấy, như vậy chúng ta không có những cái biện pháp sơ cứu kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nó, và đặc biệt là ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng con giống. Vì vậy để qua cái thời tiết nóng như thế này, đặc biệt là trong các tỉnh phía Nam ấy, bây giờ thời tiết rất là nóng, thì chúng ta cần bổ sung khoáng và vitamin cho chuồn hương. Ban ngày chúng ta có thể cho xê sủi vào nước để cấp khoáng cho chuồn hương, vitamin C, đặc biệt là kali. Kali có nhiều trong chuối già. Đối với kali thì có vai trò rất là quan trọng trong hệ tim mạch. Nếu như thiếu hụt kali một cách trầm trọng thì sẽ dẫn đến hiện tượng co giật trên chuồn hương, sùi bọt mép. Biết được những cái biểu hiện như vậy và những cái nguyên nhân như thế thì chúng ta sẽ có cái cách xử lý. Đối với dưa hấu thì chúng ta có thể chọn những cái loại dưa hấu loại 2, loại 3 cũng được. Cái quan trọng ở đây là cung cấp nước cho nó. Ngoài nước uống thì dưa hấu sẽ còn cung cấp một số các cái vi chất cho chuồn hương. Đối với hệ thống chuồng trại thì trong cái thời gian nắng nóng như này, chúng ta có thể lắp hệ thống phun sương để đảm bảo có cái độ ẩm và giảm nhiệt độ. Đối với dưa hấu này, nếu như mà có điều kiện và cái giá dưa hấu nó cũng ở mức chấp nhận được, chúng ta có thể cho ăn một ngày 2 lần, bữa sáng bữa chiều. Đây chúng ta bỏ cả vỏ vào thì nó cũng có thể ăn được. Ngoài dưa hấu ra, chúng ta có thể cho chuồn hương ăn thanh long. Mít cũng là một món ăn khoái khẩu, nhưng mà mùa nóng này thì chúng ta cho ăn mít nó sẽ nóng hơn. Cho nên thời điểm này chưa. Khi nào vào mùa mưa đấy, ở trong miền Nam ấy, chúng ta có thể là sử dụng mít làm thực phẩm cho chuồn hương.
Tuy nhiên thì mỗi một loại thức ăn thì cần phải cho ăn ở cái mức độ nhất định thôi. Nếu mà cho ăn nhiều quá thì nó cũng sẽ có những tác hại. Ví dụ như ăn mít nhiều quá thì một có thể là dẫn đến hiện tượng là táo chẳng hạn. Bởi vì mít thì thường gây hiện tượng nóng. Nóng khi cơ thể nóng thì sẽ dẫn đến táo. Như vậy thì ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của nó. Nhiệt độ thích hợp để nuôi chồn lươn thì nó rơi vào tầm khoảng 30 đến 35 độ vào thời gian mùa hè. Khi mà xây chuồng nuôi chồn lươn thì cái tiêu chí về thông thoáng cũng rất là quan trọng, đặc biệt là trong cái thời gian mùa khô như này, và ngoài Bắc cũng đang chuẩn bị bước vào cái mùa hè đấy, nắng nóng kèm theo đó là cái hơi ẩm nó giảm xuống rất là nhiều. Chính vì như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chồn hương. Mùa nóng thì cơ thể chồn hương cũng dễ mất nước, háo háo nước, cho nên là uống nước nhiều. Video này xin được kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau. Và chuyện nhà nông cũng rất mong bà con tiếp tục ủng hộ kênh và đăng ký kênh để theo dõi các cái video mới nhất khi mà được cập nhật lên. Mọi vấn đề thắc mắc bà con có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc Zalo. Đối với những cái nội dung không thể trả lời hết bằng tin nhắn hoặc bình luận được thì bà con vui lòng gọi điện thoại trực tiếp để được tư vấn một cách cụ thể hơn.